Đó. Còn nhận thức đúng về phát triển tâm lý và nhu cầu của trẻ trong từng giai đoạn lứa tuổi thì đây là một câu ngắn nhưng cực kỳ quan trọng. Đặt lấy ví dụ thế này nhé. Một bạn lớp 8 ở trường mình trong cái thời gian tháng 3 năm 2022 thì bố mẹ hốt hoảng gọi cho Đạt, lúc đó trường vẫn là đang học online, và nói rằng con khủng hoảng và có những ý định tự tử vì con nhịn ăn 2-3 hôm chỉ uống nước không. Thế Đạt mới bảo là chưa tự tử đâu, nhịn uống nước mà đòi tự tử thì chịu. Thế thì mà bạn này trước đó cực kỳ tuyệt vời luôn. Thế thì khi mà Đạt đến thì Đạt mới, bạn ấy nói là con đã nghĩ đến nhảy xuống mấy lần rồi nhưng mà nhà con tầng 3 nhảy xuống nó không chết, chứ nhà con mà tầng 10 mấy thì con nhảy từ lâu. Và nó ý định tự tử thật, còn hồi Covid cũng không mua thuốc được. Thế thì khi Đạt ngồi hỏi nói chuyện xong, Đạt mới gọi hai anh chị vào, Đạt mới hỏi này, bây giờ em hỏi hai anh chị trước nhé. Nếu mà một đứa trẻ nó đang mới 13 tuổi, ở năm đó lớp 7, năm nay bạn mới lớp 8, năm tới là lớp 9, vẫn là học sinh trường mình đấy. Nói chuyện với mẹ không vui, nói chuyện với bố không vui, không thích xem tivi, học online không vui, nấu ăn không vui, chả có chơi cờ vui, cũng không được đi ra ngoài để vui, cũng không được kết nối với bạn bè để vui. Nó chả có cái vui gì và chỉ có game chơi là vui. Theo anh chị thì có bình thường không? Và đứa trẻ nó chỉ thích chơi game, nó có bình thường không? Bình thường. Anh chị trả lời bình thường. Mà con anh chị đây, đứa nó đang ngồi ngay đây này. Bởi vì Đạt hỏi sao con không tâm sự mẹ, con không thích nói chuyện mẹ, con không tâm sự bố, con không thích nói chuyện bố, con xem tivi đi, con đọc sách đi. Không, hỏi một loạt mấy chục cái không có cái nào con vui cả. Con chơi game vui không? Có. Vì sao ạ? Vì trong đó con được ba thứ bạn nói rõ với Đạt. Một là con được kết nối với bạn bè của con, nói chuyện các thứ, chém gió, tục tiếc các thứ thoải mái ở trong đó. Trong khi đó học online không có thời gian để nói chuyện như thế. Hai là trong đó con thấy con được là chính mình. Không bạn nào chỉ trích con cả, mà ngày con càng tiến bộ lên. Cái nhân vật nó tiến bộ lên ấy. Ba thầy ấy, cái cảm giác ăn thua ấy. Mỗi lần nó thua xong rồi mình lại lấy được, quay cái này, được cái món đồ này, nó kích thích lắm. Thì mình cũng thế mà nói gì mà nói. Mình có thấy không? Đố các anh chị mà không tìm được bất cứ niềm vui nào trong cuộc đời mà chỉ có một thứ làm anh chị vui mà anh chị bỏ nốt thứ đó. Bỏ nốt thứ đó thì tự tử cho nhanh. Vì con người chúng ta là sống là gì? Đi hướng về niềm vui và tránh xa cái gì? Nỗi buồn. Chúng ta chỉ khác cái năng lực là chịu đựng được cái nỗi khổ đó mà không có bất kỳ một niềm vui nào trong bao lâu mà thôi. Người nào giỏi thì chịu đựng được 10 năm, 20 năm. Người nào kém thì 3 tháng, người nào kém nữa có khi 2 ngày là đã mất kiểm soát rồi. Và vì vậy cho nên hiểu được cái nhu cầu tâm sinh lý của những đứa trẻ để nói ra được hai chữ, anh chị có thể ghi cái chữ này vào sổ của mình là hai chữ bình thường. Bình là gì ạ? Cái đường thẳng này gọi là bình này. Cái gì mà nó thường, tức là thường, tức là cái gì mà nó xuất hiện liên tục ở đâu cũng thấy, và nó là một cái rất tự nhiên thì nó là thường thôi. Hãy nhìn ra thứ bình thường của con mình. Có một phụ huynh nói hôm qua luôn, thầy ơi, em sợ con em nó hỏng quá. Bảo có sao hả chị? Bây giờ cháu đi học đến lớp 9 rồi ấy, mà nó không tập trung vào việc học, nó lại bắt đầu yêu bạn gái, và nó lại có một cái mà lỗi giống em, là lựa chọn cái bạn đời của mình sai. Đặt thầy nói thật với cô giáo hôm qua đó. Thế là tự nhiên khai ra luôn. Bình thường lớp 9 mà nói yêu chưa gì đã nghĩ nó chọn bạn đời.
đừng nghiêm trọng hóa nó lên bởi vì mình nhìn thấy cái bình thường. Thế Đạt chỉ nói, chị chỉ về khuyên con yêu thêm mấy cô nữa rồi. Bảo không, nhưng mà bạn ấy tốt, bạn ấy hiền lành, bạn ấy chăm chỉ, bạn ấy ngoan ngoãn lên, bạn đã yêu bạn nó rồi là bạn ấy không thể thay đổi được. Thế thì chị đừng cho bạn bảo yêu bạn khác, mà chị rủ bạn ấy đi chơi với mấy bạn khác. Bạn ấy sẽ có thêm cái thông tin chất lượng để so sánh với người bạn của mình đang có. Và đôi khi thông tin chất lượng đó, nó mới là chất lượng, còn thông tin trong đầu của chị nó không chất lượng. Đúng ạ?